Người đàn ông vẫn đi làm muộn như mọi ngày, anh không chú ý đến sự khác thường của bảo vệ, cũng không nhìn thấy vết máu trên thang máy, chỉ muốn nhanh chóng chấm công bắt đầu làm việc. Khi đến phòng làm việc, hai cỗ thi thể đang nằm ở đó, mà anh ta lại không hề hay biết, sau đó đi vào vị trí làm việc. Mới ngồi xuống, đã bị quản lý gọi vào trong. Desmond thường xuyên đi muộn, sớm đã quen với điều này, nhưng hôm nay Nubao lại không trách mắng anh, mà luôn cầm cây bút chì trong tay đưa qua đưa lại. Ánh mắt của anh ta hiện lên vẻ hung ác. Desmond bỗng ngây người, vô tình nhìn xuống nền, và phát hiện một đồng nghiệp nằm dưới đất, trên người cắm đầy bút chì. Desmond bị dọa không nhẹ, anh ta còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị quản lý ném văng ra ngoài. Rõ ràng người quản lý này có vấn đề, mà không chỉ mình ông ta bị như vậy. Desmond vừa quay qua, phát hiện tất cả đồng nghiệp đều rất kỳ lạ. Anh ta sợ hãi vội chạy mất, mà đồng nghiệp như phát điên đuổi theo không dứt. Desmond liền nép sau cánh cửa, coi như thoát được một ải. Nhưng quay lại, một đồng nghiệp khác vẫn đang liều mạng làm việc. Desmond vốn định hỏi đã xảy ra chuyện gì, lại bị anh ta chửi cho một trận, chửi xong còn uống lon nước trên bàn. Desmond chợt nhận ra đây là loại nước mà hôm qua mình thấy, lẽ nào có liên quan đến nó, còn chưa nghĩ đến. Và lúc Desmond chuẩn bị rời đi, lại không cẩn thận đụng phải ổ điện. Video sửa một ngày chưa kịp lưu lại, anh ta tức đến phát điên, sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần, trực tiếp ném Desmond ra ngoài. Tiếp đó cậu ta bị ép vào tường, Desmond suýt tắt thở, liền lấy tấm gỗ bên cạnh ra đập mạnh vào đầu anh ta. Không ngờ cú đập này lại trực tiếp tiễn anh ta xuống suối vàng. Desmond hồn bay phách lạc trốn vào một căn phòng, chợt nhận ra những người phát điên đều không ngừng làm việc. Anh ta nhanh trí, làm ra vẻ mình đang rất bận, không ngờ cách này lại rất hiệu quả. Không dễ gì mới thoát khỏi văn phòng, Desmond chợt nhớ ra cô gái mà anh thích vẫn còn ở trong đó. Anh ta lại chạy vào, may mà Samantha làm việc ở văn phòng riêng. Cô ấy đeo tai nghe nên vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô đã uống loại đồ uống trong lon màu đen đó. Desmond muốn lấy lon nước đi, nhưng không cẩn thận làm đổ ra bàn. Cậu đã chạm đến giới hạn của tôi rồi đấy. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thật tuyệt vời, Samantha vẫn chưa uống nhiều, nên vẫn chưa bị phát điên hoàn toàn. Desmond lại không ngừng chọc tức Samantha, thế là lại bị đánh một trận. Thấy tình hình không ổn, Desmond chỉ đành ra tay đánh ngất cô ấy. Vì đề phòng Samantha phát điên lần nữa, anh ta liền trói cô ấy lại. Khi Samantha tỉnh lại không biết chuyện gì đang xảy ra, Desmond định rời khỏi chỗ này mới giải thích cho cô ấy. Nhưng ra đến cầu thang, đã thấy một đám thây ma đang chạy lên. Desmond vội vàng quay đầu, sau đó nấp vào một căn phòng, không ngờ vừa đóng cửa, liền nghe thấy đằng sau có tiếng động. Một người đàn ông đột nhiên xông ra ôm lấy anh, là đồng nghiệp của anh. Mau sát, cậu ấy chưa hành động đến thứ nước đó. Sau khi xác nhận cả hai đều chưa uống, hai người phối hợp với nhau. Khi tất cả thây ma trong văn phòng rời đi, ba người lại lần nữa ra cầu thang. Cảnh tượng trước mắt làm họ vô cùng kinh hãi, xem ra chỉ có thể đi đường khác. Đúng lúc thang máy cũng bị hỏng, lối thông gió là lựa chọn tốt nhất, nhưng đẩy mãi Samantha cũng không vào được. Chỉ còn cách đập của kính xông ra, Desmond liền lấy máy in ném thẳng vào tấm kính. Ai dè tấm kính không những nguyên vẹn, lại còn khởi động hệ thống an toàn, cả tòa nhà trong chốc lát đều được bao bọc bởi các tấm thép, bởi vì đây là một công ty chế tạo vũ khí, nên được trang bị hệ thống bảo vệ hiện đại nhất. Hiện giờ chỉ có những người đứng đầu công ty mới có thể mở khóa. Điều đó cũng đồng nghĩa là họ phải xuyên qua đám thây ma để đến nơi cao nhất của tòa nhà. Nhìn đám thây ma công kích lẫn nhau, Desmond lại nhớ đến cách mà lần trước anh dùng. Thế là ba người giả làm thây ma, thuận lợi đến văn phòng nhân sự. Những người phụ nữ ở đây đều đã biến dị, bọn họ vây quanh một người đàn ông. Cảnh tượng này thật đáng sợ. Desmond nhanh trí, chạy đến văn phòng giả thông báo, toàn bộ nhân viên được nghỉ phép, thành công cứu người đàn ông ra, chỉ cần vượt qua bộ phận tiêu thụ thì sẽ có thể đến văn phòng tổng. Nhưng nhân viên ở đây vô cùng hung hăng, có lẽ bình thường chịu không ít áp lực từ khách hàng, xem ra chỉ có thể dùng vũ lực để đối phó. Bọn họ đến phòng tạp vụ, tự chế tạo vũ khí trang bị, nhưng số lượng thây ma vô cùng lớn, bọn họ bắt buộc phải thả Samantha ra. Sau khi chuẩn bị xong, bốn người họ ngang nhiên đi ra ngoài, chào mọi người, có thể nhường đường chút không? Muốn đi qua đây, đừng có hỏng. Không thể phủ nhận sức chiến đấu của họ tốt thật, đối mặt với cả đám thây ma mà họ chẳng thua kém chút nào, nhất là Samantha, có cả kỹ năng lẫn sức mạnh. Tiêu diệt mấy tên thây ma một cách nhẹ nhàng, lúc này một người sống sót đã lao vào Desmond, hỏi anh ta đã uống loại nước kia chưa. Mozart tưởng là thây ma nên đã trừ khử hắn, đây cũng là lần đầu anh ra tay. Desmond cũng không nói cho anh ta biết, anh ta cũng là vì cứu mình. Nhìn loạt thây ma nằm ngổn ngang dưới nền, họ cũng vô cùng bất ngờ, chúng ta trở nên giỏi như thế từ khi nào vậy, không kịp cảm thán. Cuối cùng họ cũng đến trước của văn phòng tổng, nhưng lãnh đạo cấp cao lại cho rằng họ đã nhiễm bệnh, không có ý định cho họ vào trong. Lãnh đạo cấp cao quá sơ suất, nhân viên vệ sinh đúng lúc mở cửa ra,
Hai bên nhìn thẳng mắt nhau, chính vì thế, họ thuận lợi đi vào bên trong, mới gặp đã chĩa vũ khí vào mặt nhau. Lúc này một trong những lãnh đạo nói, chúng ta đang ở trong công ty chế tạo vũ khí, không nên sử dụng bạo lực. Lời nói này nghe có vẻ cũng có lý, hai bên đều buông vũ khí xuống. Thông qua cuộc nói chuyện với ông chủ được biết, đúng là đồ uống có vấn đề. Nhưng chỗ nước đó là để cung cấp cho bên quân đội, còn nguyên nhân nó xuất hiện ở trong công ty, ông ta cũng không rõ. Cũng trong lúc họ nói chuyện, Nubao đã dẫn đầu đám thây ma đi đến trước cửa. Nhìn dáng vẻ hung hăng của họ, bình thường chắc cũng không ít bị lãnh đạo chèn ép. Nubao tức giận chửi với ông chủ, đòi ông ta tăng lương cho tất cả công nhân, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ông chủ nhếch mép cười, nói muốn tiền không có nhưng mạng thì có một cái. Câu nói này làm anh ta càng thêm tức giận, lệnh cho công nhân đập phá. Ông chủ ở bên trong bắt đầu hoang mang. Desmond vội vàng kê bàn ghế chặn của. Đúng lúc đó người đàn ông già đi ra, trong tay còn cầm loại nước đó. Nghe những lời mà Nubao nói, thân là công nhân thấp kém ông ta muốn tham gia, không ngờ mới bước ra khỏi cánh của, đã bị Nubao giết chết. Đương nhiên ông ta vẫn chưa bị biến dị. Thấy đám thây ma chuẩn bị xông đến, Desmond và Mozart vội vàng trốn vào văn phòng bên trong. Ông chủ dùng súng bắn chết một tên, nhưng do quá đông, ông ta cũng chỉ đành chạy về phía sau. Hai vị cổ đông đột nhiên bị tấn công, đám thây ma phá cửa xông vào. Tuy trong tay ông chủ có súng, nhưng cũng không chịu được sự tấn công liên tục. Và lúc ông ta đổi hộp tiếp đạn, đã bị tên Nubao chặt đứt bàn tay. Sau khi xử xong ông chủ, anh ta không có ý định sẽ dừng lại. Công ty nhỏ này không thể thỏa mãn anh ta. Anh ta muốn dùng bàn tay của ông chủ mở hệ thống an toàn, ra bên ngoài lây nhiễm cho thật nhiều người, còn để lại vài tên để tiêu diệt Desmond và Mozart. Desmond liền cầm súng lên, bắn một lượt đã trừ khử hết bọn chúng. Tuy đã không còn nguy hiểm, nhưng tình hình của Samantha lại ngày một tệ. Họ nhất định phải tìm ra thuốc giải. Hai người lại đưa cô ấy đến phòng nghiên cứu. Đúng lúc gặp được tiến sĩ nghiên cứu ở đây. Trước sự truy hỏi của Desmond, tiến sĩ nói ra tất cả sự thật. Loại đồ uống này do bên quân đội cung cấp, dùng để nâng cao sức chiến đấu của binh sĩ. Nhưng lô đồ uống này là sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. Không ngờ có một tiến sĩ đem ra cho công nhân uống. Vì ông chủ mãi không tăng lương, nên dùng cách này để báo thù. May mắn thay là có thuốc giải ở trong kho dưới hầm, nhưng ở đó sớm đã có đầy thây ma. Để cứu Samantha, Desmond dẫn theo Mozart đến phòng trưng bày, lấy vũ khí trong tủ kính ra. Hai người mang theo trang bị đi xuống dưới kho, thấy Nubao đang gieo rắc ý đồ xấu cho đám thây ma, mà thông qua camera hắn ta cũng đã phát hiện hai người. Đám thây ma điên cuồng chạy đến, hai người vội nấp đi. Chúng tìm kiếm khắp mọi nơi. Desmond dùng nước uống thu hút chúng, sau đó nhân cơ hội bắn. Trong chớp mắt đã giải quyết được cả đám thây ma. Hai người phối hợp rất ăn ý, cuối cùng cũng thoát khỏi đám thây ma, thuận lợi tìm thấy thuốc giải. Cũng vào lúc đó, Nubao điều khiển người máy tiến tới, không nói lời nào đã bắt đầu cho nổ. Desmond bị nổ văng ra, nhưng không bị sao, do sức chiến đấu của người máy quá mạnh, nên hai người chỉ đành chạy trốn. May mắn đã lấy được thuốc giải, Desmond ném thuốc giải cho Mozart để cậu ta đi cứu Samantha, còn bản thân thì ở lại ngăn cản Nubao. Desmond không ngừng dùng lời nói chọc tức hắn, cố dụ hắn ta rời đi. Không ngờ trong lúc chạy trốn, bị một thây ma tấn công, mà lúc này Nubao đã ngắm vào Desmond. Ngay lúc này, Samantha uống xong thuốc giải kịp thời đi tới, cứu được Desmond. Ba người vừa chạy, vừa bố trí thuốc nổ. Đợi đến khi Nubao đi vào khu vực nổ, Desmond ấn công tắc kích nổ. Lúc quan trọng nút điều khiển lại không phát huy tác dụng, hóa ra trong thuốc nổ không có ngòi. Nubao hết mực kêu căng. Desmond chỉ có thể lấy ra con át chủ bài cuối cùng, ném bom kích hoạt xuống đất. Tiếp theo chỉ có thể dựa vào may mắn. Không ngờ Nubao thật sự nhẫm phải bom kích hoạt. Sau khi tiếng nổ vang lên, ba người không những thuận lợi nhảy ra khỏi tòa nhà, còn chấm dứt tai họa lần này. Dưới sự chứng kiến của Mozart, Desmond và Samantha cùng nhau sống cuộc sống vô lo vô nghĩ.